Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Lấy cưới siêu lung linh của thoại Mỹ chồng trẻ doanh nhân Chiều 18 tháng 8, nghệ sĩ thoại Mỹ và chồng doanh nhân trẻ đã tổ chức tiệc báo hỷ tại bờ biển ở Phú Quốc nơi cặp đôi lần đầu gặp nhau và nảy sinh tình yêu toàn bộ khâu chuẩn bị cho đám cười đều do thoại mỹ và người nhà cô tự làm từ trang trí sân khấu sắp xếp chỗ chụp ảnh chuẩn bị đồ ăn chia sẻ lý do muốn tự tay làm hết vợ chú rẻ doanh nhân trẻ cho biết cô muốn lưu giữ lại toàn bộ những kỷ niệm đẹp trong ngày trọng đại của mình cô hạnh phúc và trân trọng mối quan hệ đang có khi tiệc cưới chuẩn bị tiến hành Thoại Mỹ bất ngờ ra phía hậu đài và hát ca khúc Nợ nhau cả một đời. Theo Thoại Mỹ, ca khúc Nợ nhau cả một đời là món quà anh đặt riêng nhạc sĩ Võ Hoài Phúc viết. Nữ nghệ sĩ đã có buổi ngồi riêng rất lâu với nhạc sĩ để kể lại những kỷ niệm tình yêu của mình và vợ để nhạc sĩ có chất liệu tạo nên ca khúc theo đúng mong muốn của anh. Không chỉ hôn, chú rể còn bế bồng vợ. Thoại Mỹ tiết lộ chị bị chinh phục bởi sự nam tính và giọng nói ngọt ngào của chồng và sự quan tâm. Sau khi được mời đến biểu diễn ở công ty của chồng, lần đầu đi sự kiện tôi thấy một người có giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào như vậy. Ấn tượng đó khiến tôi để ý tới anh ấy. Chuyện thoại Mỹ bất ngờ thông báo đám cưới gây không ít tò mò với khán giả, nhưng đây cũng là điều hiển nhiên. Tôi vẫn dành thời gian để đọc các bài báo viết về vợ chồng mình. Thế nhưng với những bình luận khen chê tôi không chú tâm bởi không muốn mình bị xoáy sâu vào những câu chuyện, nhìn nhận của người khác. Tôi chỉ muốn làm một người chồng giàn đơn trong mắt mình, nữ nghệ sĩ chia sẻ. Thoại Mỹ và vợ trải qua chặng hành trình 3 năm yêu trước khi tiến tới hôn nhân. Lễ cưới dự kiến được diễn ra đầu năm song do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên phải trì hoãn nhiều lần. Cả hai hiện tại mong muốn có con xong họ quan niệm con cái là lộc của trời cho nên để mọi thứ tự nhiên. Thoại Mỹ là một trong những nghệ sĩ tài năng của sân khấu Cải Lương. Chị tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1969. Do nhà có 12 anh em nên ngay từ nhỏ, chị phải chật vật bươn trải với cuộc sống, đi bán khoai bán bắp, bưng bê hủ tiếu thuê để có tiền phụ cha mẹ. Thậm chí, có khoảng thời gian, Cô bé Ngọc Mỹ còn phải đi ở đợ. Do có chị gái là nghệ sĩ cải lương nên sau những giờ lao động vất vả, cô bé Ngọc Mỹ thường lân la tới dạp xem. Một hôm, đoàn hát của người chị gặp sự cố, cô bé đóng vai sầu riêng không tới. Mọi người hốt hoảng tìm kiếm vì sắp đến giờ diễn. Có người chợt nhìn thấy Ngọc Mỹ và nảy ra ý định mời cô bé thế vai. Không ngờ, ngay khi hát những khúc đầu tiên, cô bé gầy gò đen nhẻm ấy lại chinh phục được các nghệ sĩ trong đoàn. Vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp đến với thoại Mỹ một cách tình cờ như thế ở tuổi 11. Rồi Ngọc Mỹ được gia đình gửi đi học hát trong suốt 2 năm. 13 tuổi, cô bé đỗ vào khoa đào tạo diễn viên của nhà hát Trần Hữu Trang, cùng khóa với các nghệ sĩ nổi tiếng như Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Tô Châu, Thùy Trang. Chỉ ít năm sau đó, cô thiếu nữ đã được nhiều người biết tới với nghệ danh thoại Mỹ. Nữ nghệ sĩ có khả năng hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau và khiến khán giả ấn tượng đặc biệt với những vai đào lẳng. Thời kỳ cải lương hương thịnh, thoại Mỹ có thể dễ dàng kiếm được 4 đến 5 triệu đồng. Đêm tương đương hơn một cây vàng lúc bấy giờ. Sự nghiệp sang trói nhưng đường tình duyên của thoại Mỹ lại rất gập ghềnh. Mối tình đầu của chị là Kim Tử Long họ yêu nhau khi còn theo học tại trường Trần Hữu Trang bố mẹ Kim Tử Long cũng rất yêu quý Thoại Mỹ đã nhận cô làm con tuy nhiên sau khi tốt nghiệp hai người đi theo các đoàn hát khác nhau nên tình cảm dần phai nhạt không thể duy trì tình yêu họ vẫn coi nhau là bạn bè thân thiết vẫn kết hợp ăn ý với nhau trong rất nhiều vai diễn trên sân khấu Thoại Mỹ từng kết hôn một lần hôn lễ của chị được tổ chức hoành tráng với một nghìn quan khách nhiều người nhận xét đám cưới của nữ nghệ sĩ chỉ đứng sau hôn lễ của minh tinh thẩm thúy hằng về mức độ hoành tráng tuy nhiên thoại mỹ và người chồng này sau đó không tìm được tiếng nói chung khủng hoảng tình cảm từng khiến nữ nghệ sĩ tìm tới cái chết rất may chị được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời sau khi chia tay người chồng đầu tiên thoại mỹ từng đính hôn thêm hai lần nữa nhưng đều kết thúc không trọn vẹn chị tìm được niềm hạnh phúc bên một người đàn ông ở hải ngoại nhưng dù người đàn ông này nhiều lần dục kết hôn vết thương lòng ngày trước khiến chị không còn đủ can đảm mặc áo cô dâu chị chỉ mong hai người mãi là tình nhân thoại mỹ từng tâm sự trên truyền thông điều chị tiếc nuối nhất là không thể có con tuy vậy chị hạnh phúc khi được mang lời ca tiếng hát phục vụ khán giả và được mọi người trân trọng thương yêu cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại